Rồi hôm nay Minh Kiệt có một lô bông trang 25 bụi các bạn ơi. 25 bụi này là kêu bằng em cũng không biết kêu bằng gì nữa, có bông này, có vàng, có đỏ nữa. Tại vì thường thường không biết người ta kêu bằng hoàng hương vậy đó. Ừ. Nè có vàng nè anh Hoài. Dắt chiều á, dắt chiều là những cái cánh này là vàng tươi luôn nè. Rồi nó cái màu đỏ này là nó sậm nó hơi hường hường vậy đó. Rồi cái màu cái cánh này là nó vàng nè. Rồi cánh này đã hường nè. Theo em suy nghĩ là cái này chắc đỏ đổi màu hay gì á, hay là hoàng hường gì đó, nói chung là em cũng không rành á. Có người thì kêu cà gót vậy đó hả? Không, cái này không phải cà gót là khác nữa. Vậy đó ha. Ừ, cái này màu hường nè. Chắc nãy ra màu hường đó, anh thấy rõ không? Ừ. Nãy ra màu hường nè. Mà chiều là nó đổi màu khác nữa. Vậy đó ha. Ờ, lạ ta. Nó đổi ba dắt sáng sớm á là nó đỏ tươi hết. Ừ. Nhưng mà dắt trưa này bắt đầu nó hơi vàng vàng nè, rồi dắt chiều là cánh này vàng tươi luôn. Ừ. Cái lô này mình được bao nhiêu bụi em? 25 bụi anh ơi. 25 bụi. 25 bụi bằng nhau hết, có một bụi là cây nó hơi to nhất. Còn tại vì chủ vườn này em mua hết cho 25 bụi này là chung của một cây này, cắt ra nè để em lấy cây này lên cho anh xem. Rồi, vậy Dục lên bàn quay một vòng cho anh em coi một hai cây coi sao. Một lô màu với hệt nhau mà bông với hệt nhau hết. Mà có cây này hơi chọi đúng không? Không, cái cây này á là cái cây mẹ của 24 cây kia. Vậy đó hả? Là người ta chặt đọt á. Ừ. Người ta trồng lấy cái cây này người ta nhân giống ra đó. Ừ. Chỉ có cây này là cây mẹ của mấy cây kia. Này kêu bằng hoàng hường nha. Theo em kêu vậy đây, không biết là đỏ đổi màu hay là gì em cũng không biết luôn. Tại vì giờ nhiều người chơi đó không biết, người ta kêu đủ thứ hết trơn, em cũng không biết là sao. Ừ. Đó, cây này thì bự không à. Cây củ đế nó quá to ha. Ừ. Em chưa lấy đế xuống sâu nữa, tại cây tàn nên cũng không dám lấy đế. Mới lấy con xíu à, 5 phân à. Rồi. Cái này theo em nghĩ là nó liền củ nè, nó cứng khừ à. Ừ. Mình lắc nó không nhúc nhích gì chứ á. Nếu mà môi xuống dưới em nghĩ chắc liền cũ. Cây này cũng cao khoảng 5 tấc không? Cao. Chiều cao của cái cây này hả? Ờ, cái thân chủ của nó 6 tấc cái này. 6 tấc. Có đo thử 6 tấc. Ờ. 6 tấc người ta chặt ngang nè. Chặt ngang hết để người ta chặn cái kia, nhưng mà chủ nhà nói là chặt ngang trồng cũng được cỡ hai mấy năm rồi. Ừ, chặt nguyên ngang. Bụi nên nó không được lớn. Vì cây này là cây cái đúng không? Cây cái này là người ta nói gần 40 năm rồi nè. Mà nó có lớn này nè. Ừ. Rồi sang dòng cây. Nó lên từ gì nè. Lên từ cao gì nè. Cây này về chơi cũng được luôn rồi. Rồi sang dòng đi. Rồi cho xuống đi, cái này là mình đại khái 1-2 bụi thôi nha anh em. Đại khái một bụi bự này trước đi. Bụi trước đi, rồi tới bụi hàng nó gôi nó chung nhau hết rồi các bạn ơi. Đây là mấy cây này là cây mẹ. Đây là cây mẹ, còn mấy cây kia thì nó cỡ nha. Mấy cây con cỡ không mà 25 bụi. Rồi lật cái đế dưới lên, cây này bứng lâu chưa mà nó ra rễ cám quá nhiều rồi kìa. Em bứng chắc cũng được cỡ gần tháng rồi. Gần tháng à. Tại vì em tưới nước vô cây giờ nó đâm đọt non hết trơn rồi, bao sống 100% rồi. Rồi. Đó. Một cây gì là năm bảy, một bụi gì 50-70 cây á. Dữ vậy sao? Một bụi nó 50-70 cây. Còn năm là... bụi có 100 cây luôn. Cái này là người ta trồng nguyên bụi đó các bạn ơi, nó nhảy ra nè. Nếu mà anh em nào mà có miếng đất nào rộng rộng về tách cái lô này ra thì cỡ khoảng năm sau thôi là vô tiền rồi đó. Cái cây này chiều cao không kìa? Chiều cao cây này thì cỡ khoảng 1m3 à anh ơi. Vậy nè. À, tầm 1m3 à. Ngang nó chừng tới 1m rồi. 1m. Mà nó gồm có nhiều, trong đó chắc có lẽ chiết ra được nhiều cây. Anh quay đây cho quý vị mình xem cái thân của nó nè.
nó dày như trong cái ống đũa vậy đó, thấy không? Ừ. Nó dày dữ dằn hàng cây luôn, hàng ngàn cây trên đây nè. Tại vì hồi trước á, người ta ngang đây người ta chặt hết lần nè. Ừ. Nó chủ vườn chặt ngang đây hết lần, khúc lên đây bắt đầu nó dày. Nếu mà cây này mà chăm sóc kỹ ha, là một năm sau nó ra hoa một cái là không còn thấy cái lá luôn. Mà cái hoa nó đặc biệt là rất là đẹp, anh thấy không? Rồi quay tượng trưng cho anh em xem vậy thôi, mấy cái này thì nó chưa có hoa. Có mấy cây này em lấy về nó có hoa sẵn rồi, còn cây này lấy về lúc mà nó chưa có hoa nên nó mới đâm đập non, nó không có. Ừ, cho cái bụi đó xuống này, cho cái bụi hơi cứng chút nữa coi. Không phải là có cái bụi thì nó hơi vừa vừa, có cái bụi thì nó to. Thì nó cũng 7 8 10 vậy đó. 7 8 10 ha. Ừ. Rồi cho bụi này xuống, cho bụi kế lên thử coi. Con. Đây, cái bụi này đây các bạn ơi. Bụi này bự à. Bụi này nó có bông luôn nè. Bụi này có cây bự lắm. Cái đây ha. Cái của nó là gì mình cũng không biết luôn. Ừ. Còn cùm tay á. Đâu? Ừ. Cây này còn cùm tay á. Nó già nè. Nó lên cho mẹ ơi. Ừ. Người ta nói trồng được hai mấy năm rồi nhưng mà trồng hàng bụi đó nó không được lớn không. Ừ. Cây này bứng rồi, để nguyên luôn, chưa có xử lý nè. Chưa xử lý gì. Cũng xương cũng đặc luôn đó nè. Trời ơi, trên đây thì anh khỏi lo rồi, như ống đũa vậy đó, nó dày như ống đũa á, khủng khiếp dữ lắm luôn. Cây nói chung là nguyên một lô này á, nếu mà anh em lấy hết lô á thì một cây thì em để cho 1,5 triệu. Rồi liên hệ số điện thoại luôn. À, số điện thoại em là 0899 5 con số 1 và con số 7. À, em tên Kiệt ở U Minh Thượng, Kiên Giang. Nếu mà anh em mà lấy hết lô á, em để cho con cây 1,5 triệu. Còn lấy lẻ á, là 2 triệu con cây em bao ship. Rồi lấy lẻ là lựa đó nghe, kết bạn Zalo với em rồi lựa cây. Nói chung là lựa đó. Còn mấy cây này em bao bông là đỏ đổi màu hết nha. Nói chung là tại vì mình lấy con lô một nên bông nó hệt nhau à. Ừ. Quay cái góc tổng hoành cho anh em xem nè. Hoành á là tổng hoành là từ 6-70 không đó. Có bụi cả trăm luôn á. Thân nó xuông xuông không à. Xuông xuông không à. Chắc cái này trồng cho hàng gào quá. Không anh ơi, người ta trồng từng bụi từng bụi. Vậy đấy ha. Dạ. Từng bụi nè, anh thấy nó từng bụi nè. Nó mới phủ ra được. Nó mới tròn vậy nè. Còn nếu mà hàng gào thì nó bị dẹp. Còn ừ. Cái này là về anh em trồng hàng gào luôn cũng được. Mình trồng khít lại. Ừ. Còn cái này là em mua lúc em mua là người ta trồng từng bụi vậy đó. Thì giờ xuống cây này đi, lên cây nữa cho xuống anh em xem. Xuống lên cây nó đi cho anh em xem. Nữa cây nào có bông quay luôn. Ừ. Rồi cây nào có bông đây. Đó, cây kế có bông đó, bụi. Cây bụi bự nè. Bây giờ lấy cái bụi bự cho anh em xem đi. Trong đây có bụi bự đó. Ở ngoài này đi. Ở ngoài đi. Nè anh quay vô bông nè. Bông nào cũng vậy chứ. Nè mấy cái cánh này là giáp chiều nè, nó vàng khè luôn nè. Giáp chiều lại vàng khè luôn. Để em mẻ một. Nè thấy không? Mới ra là nó hường rồi nè. Cái bông nó hường, nó màu hường. Nè. Thì đến bẻ thêm bông nữa cho anh coi. Nè. Nè ha. Mấy cánh này là chiều là nó vàng tươi luôn. Rồi bên đó nữa kìa. Bẻ 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 giùm anh cái nhánh đó kìa. Đó. Nè ha. Cái bông này nằm ngoài nắng nên nó vàng hơn nè ha. Nó vàng tươi luôn. Đẹp dữ lắm, đẹp.
này để đang để trong mát nè. Để trong mát tại vì mình bứng về mình để hơi nhẹ nhẹ, có nắng nhẹ nhẹ thôi chứ để yếu cây á. Rồi dục cái cây đó lên luôn, xây vòng cho anh em cây thăm. Này quanh cả trăm nè. Trời. Tổng quanh cả trăm á. 1 2 3. Trời ơi, dính này, dính này, dính cái giò. 1 2 3. Lật. Cái bụi này già dữ rồi. Bụi này già dữ lắm, già luôn. Tại vì hai mấy năm mà anh cũng biết hai mấy năm nó già cỡ nào rồi. Mà không biết ở dưới có cái củ bự không nữa đó. Tại vì thấy nó một chụm cái nó xè lên vậy nè. Không biết là cái củ nó có đặt nguyên củ đặt không. Anh thấy nè. Mình lắc nó không nhúc nhích luôn á. Chắc có lẽ là một củ đặt ở dưới kia nó lên nhiều hơn. Nó già nè, anh quay vô đi. Già dữ lắm, già luôn á. Lên da me hết trơn rồi. Lên da me hết trơn. Cây nào cũng như cây đấy. Xương cành thì nó dày đặc. Đó. Một cái bầu gì đây anh em biết là 70-80 kg đó. Hai người mà ginh không nổi đó. Em làm cái bầu bự lắm nên cây không có yếu. Anh em khỏi lo. Rồi anh em thích cái lô này thì hãy liên hệ em số điện thoại là 0899 5 con số 1 con số 7. Rồi nhớ ủng hộ em nha, kết bạn Zalo rồi em gửi chi tiết từng cây cho quý vị. Rồi thì giờ em xin kết thúc clip tại đây nha quý vị ơi. Rồi, chào anh em nha. Rồi, chào anh em.